Lab Vietchem, đơn vị cung cấp hóa chất và thiết bị thí nghiệm hàng đầu Việt Nam. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Lab Vietchem Media. Và hôm nay, tôi xin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng chiếc bẻ ổn nhiệt WTB11 của hãng Manmert. Chiếc bẻ ổn nhiệt WTB11 của hãng Manmert với dung tích chứa là 11 lít và viền bên ngoài hoàn toàn bằng thép không gỉ và màn hình hiển thị cảm ứng với độ phân giải 3.5 giúp chúng ta dễ dàng thao tác hơn. Và sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt nhiệt độ và thời gian cho bẻ. Để tiến hành cài đặt nhiệt độ và thời gian cho bẻ, chúng ta kết nối nguồn điện và bật công tắc ở đằng sau bẻ. Ở trên màn hình hiển thị có 3 phần cài đặt nhiệt độ, cài đặt thời gian, cài đặt nhiệt độ cảnh báo của bẻ. Để cài đặt nhiệt độ, chúng ta ấn phím set để cài đặt nhiệt độ mong muốn. Cài đặt thời gian, và cài đặt nhiệt độ cảnh báo của bẻ tối đa là 110 độ C. Và ở đây khi chúng ta bật công tắc thì bẻ đã sẽ tự động ra nhiệt, và chúng ta muốn tạm dừng, ấn vào nút tạm dừng, và bắt đầu thì ấn vào nút bắt đầu. Lab Vietchem, đơn vị cung cấp hóa chất và thiết bị thí nghiệm hàng đầu Việt Nam.